Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Totan Qua Tuy Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của những linh hồn biệt cả. Ở đằng trước thì mình đang để sợ nó tấn công, sợ con địch nó tấn công vào hai cái thành ven biển này của mình, nhưng mình thấy có vẻ không ổn lắm nên có lẽ mình sẽ bỏ bớt đi quân bàn để nó giảm bớt cái upkeep xuống, không mình bị trừ upkeep nhiều quá. Nếu mà có thể thì mình cũng muốn bỏ lốt cả cái quân đoàn này lắm ấy, nhưng mà chắc là không được. Upkeep của bọn lính này thì nó cũng không cao lắm đâu, nhưng mà có khẩu pháo này thì ngon này. Nếu mà tình hình ổn thì mình có thể bỏ cả hai. Rồi bọn này lính gọi lên thôi mà nhỉ. Bỏ bớt đi á. Giảm bớt upkeep đi. Không thì mình chết vì vấn đề upkeep đó. Mình cần khẩu pháo kia thôi. Bọn này thì không đủ tuổi để đánh các cái thành của mình. Thành nhà của mình thì bây giờ đông quá lắm. 15 thằng phòng thủ. Đủ để ăn. Mấy con orc này thì không ăn được. Mấy con orc này toàn công cận chiến được. Quân đoàn của mình bây giờ thì tiền cũng chưa có nhiều lắm. Thực tế thì mình có thể mua được mấy con cua và ốc, mấy con rồng ấy, nhưng mà đây đội quân này nó sắp đổ bộ vào đất của mình rồi. Mình bây giờ phải bổ sung thêm một con ma nữa, vừa có khẩu pháo Queen Best này là khá mạnh này. Mình nghĩ là mình sẽ bổ sung thêm một con ma nữa, một con ma, và có lẽ mình sẽ mua thêm con rồng. Hay quá, vừa đẹp. Sau này thì mình sẽ bỏ bớt các cái đơn vị lính bộ binh kia đi, nhưng mà chưa phải lúc này. Mình sẽ chờ nó đến. Đây, chắc khoảng tầm 2-3 lượt nữa thì thằng này nó sẽ bò lên bờ, nó sẽ đánh mình đấy. Cái nhiệm vụ này nó khá giống với chiến dịch ở bên cái phần Vostek. Cái map nhỏ ở cái game này. Đó là khi chúng ta lên một mức nào đó thì bắt đầu sẽ có những kẻ thù mò đến nhà chúng ta. Khi mò đến là chúng ta sẽ bắt đầu phải phòng thủ. Khi bắt đầu phải phòng thủ thì nó cũng là việc đơn giản rồi. À, đây rồi, thằng này nó sẽ mò lên bờ đấy. Mình nghĩ là thế. Đúng rồi, nó sẽ tấn công mình. Đây là một cái đội quân cướp biển được gọi lên này. Nếu mình không nhầm nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể xây dựng thành gì. Con đội béo này cũng có thể nâng cấp được một công trình. Xây cái này thì tốn có 900 đồng nhỉ, rẻ. Tăng hồi máu và tăng loss tuyển quân, cái này tăng giảm upkeep. Xây cái này thì tuyển được con này. Nhưng mà quan trọng là mình đã có tiền để mà xây chưa nhá. Các thằng khổng lồ bắn đá, ok, lên đã. Có tiền thì cứ tính sau. Mình xây cái công trình gì nó ra sèng một tí nhỉ. Đây, công trình này ra sèo này. Nếu upkeep mình đã bị trừ. Xây công trình này nó tăng upkeep này. 1.300. Cái này để tăng tiền. Đúng rồi. Hai thứ này quan trọng, upkeep của mình đang âm. Do cái thằng orc chết bầm này nó đang cướp bóc của mình. Đã nghèo rồi, nó cướp. Mình thì mình chưa muốn đập nó thôi. There's potential. Nó lưng cấp mắc vào cái nhánh này đã. Nó là bonus khi đánh nhau với bộ binh. Bọn này chuyên để chống bộ binh. Hai lượt nữa. Hai lượt nữa thì nó mới bỏ đến đất của mình.
cứ cho nó chiếm được. Mà bọn này hình như nó không chiếm thành đâu mà nó chỉ đánh mình thôi thì phải. Nếu nó đánh mình thì đơn giản lắm, mình sẽ phòng thủ được. Có hai con rồng chắc là ăn được. Chưa biết quân nó có cái gì, mình cần phải có thêm mấy con cua vỏ ốc nữa nhỉ. Đội hình này có lẽ mình sẽ không dùng nhiều lính mà mình dùng cua vỏ ốc sẽ nhiều hơn. Cua vỏ ốc và ấy à, mẹ mấy cái thằng ọc này cứ chạy sang đất của mình bắt đầu làm loạn. Đây rồi. Hannibal ở cổng rồi. Hannibal ở cổng rồi. Còn một lượt nữa thôi, cố trụ đi. Mình không kịp mua mấy con rồng rồi. Chắc luôn. Bây giờ mình bắt đầu học skin hỗ trợ cho quân, cho lính nhỉ. Cái này nó sẽ tăng cho Korosut. Rosti Levan. Rosti Levitan là con cua vỏ ốc đúng không? Hus và Mogul Unit. Cái này tăng cho bọn Mogul à? Ờ, tăng cho Mogul cũng được. Cái này là cua gặp vỏ ốc, có lẽ mình sẽ lâng vào hai cái nhánh này, còn lại mình cần chủ yếu mình chơi hai cái con đấy mà. Hiện tại mình đang cắm trại mua quân thì mình cứ lâng cái này đi. Chứ là nó đến tận nơi thì chắc mình không kịp mua con cua rồi. Cái này tăng bonus infantry. Melee attack bonus infantry. Tăng hồi máu. Và cái này đi. Thằng này bây giờ cưỡi con cua vỏ ốc này, này nó cũng khỏe phết rồi đấy. Nó không nhiều máu được bằng con cua vỏ ốc của mụ béo này, nhưng mà nó cũng giáp ở trâu rồi. À nó vây thành của mình à. Rồi lượt sau mình sẽ spam nó. Cho mày vây. Bây giờ vấn đề là mình cũng lại sắp sang một cái retour nữa rồi. Có nghĩa là cái hạng của mình nó sẽ tăng dần lên. Và như vậy kẻ thù nó sẽ đến liên tục. Mà mình thấy nó hay đến ở khu vực phía nam này. Mấy nó mới dở. Nếu mà có thì mình lại lôi một thằng tướng ra. Cái bọn này nó cứ mình đạt được một cái mức ba mức thì nó lại bắt đầu nó chui đến để nó đánh nhau với mình đấy. Thế bây giờ ấy, anh ọc này rồi, bọn này nó không cứ bóc trên đất của mình nữa là mình cũng sẽ đỡ bị hao tổn. Nếu mà thành lập thêm một quân đoàn nữa thì mình phải có quân khá khá rồi lại đi đập thằng ọc à, ý lắm. Đây rồi, nó vây mình à. Ờ, mình đạt mức 5, chuẩn bị lên mức 4 là lại đánh nhau tiếp rồi, lại đánh nhau to đầu rồi. Vấn đề bây giờ là mình chỉ còn thiếu 9.000 để nâng cấp cái thành cuối. Nên là để có thằng bắn súng rồi. Mày dám đánh công thành của anh à? Úi giời ơi. Ui, có cả quân trong thành ra đánh này nữa. Quân trong thành của mình cũng hổ báo phết nhỉ. Có cả bọn cận vệ này. Đánh lịch sự phát cho này. Cần gì phải có thêm quân trong thành nhỉ?
Tỷ lệ thắng mình cao này mà. Mình có cả rồng rắn cơ mà. Sao cái quân gì mà tạp nham này, có cả sói này, cả súng này, cả bọn này vừa North Sky vừa Empire này nào. Bọn quái thai bỏ lọ này. Nó có hai con sói thì gần như không có, à nó không có kỵ binh, mỗi hai con sói là nhanh nhanh. Sói thì mình sẽ cho bọn cầm thương kia anti-lock. Thế là xong. Thì infantry thì có mấy thằng, mấy cái con Mogul với cả thằng tướng từ kỵ binh rồi. Nói chung quân của mình toàn quân hồn ma thì mình cũng không sợ bọn này lắm, bởi vì là bọn này mình thấy chúng nó toàn sát thương vật lý thôi. Trận này mình chọn là không tiếp viện đúng không? Nói chung là mình không cần tiếp viện thì đúng hơn. Rồi, bốn con Mogul đứng hàng đầu, cho thằng bắn súng đứng ngay sau, hộ kháo đứng đây, quá đẹp, một ma đứng ở hai phía này. Một ma đứng đây để bảo vệ thằng súng này. Có con Mogul kia thì nó tăng tốt. Hai con này infantry khi cần thì có thể xông lên. Con thì infantry. Anti-lock đứng ở đây. Hai con cua vỏ ốc đứng ở đây. Hai con rồng. Hai con rồng. Tin của mũ béo đứng đây. Trời. Nó cũng có rồng, mình cũng có rồng. Quái thật quân của mình còn quái dị hơn cả chúng nó. Con này là con của ma cà rồng mà, con rồng này của ma cà rồng mà. Đúng rồi, xác luôn, đây là rồng của ma cà rồng. Chính xác hơn thì nó giống như dạng con rơi rồng. Không phải. À, mình công nó thì nó không chưa công rồi. Nó không chịu công rồi. Pháo của mình bắn xa pháo cho nó. Trời. Pháo của chúng nó bắn đến đây. Cho quân lên đã. Lắc đi đằng sau. Con tị infantry đi đằng trước. Dòng bay lên đây. Úi dồi ôi. Khẩu pháo của mình nhìn chân chất thế nhở. Ui dồi. Nó bắn đạn nổ à. Ui dồi. Sắp chạy rồi, thằng này sắp chạy rồi. Đi khẩu pháo của nó rồi. Nó còn khẩu pháo bên này nữa. Bắn nốt. Khẩu pháo bên đấy nát rồi. Bắn nốt khẩu pháo bên này.
Nó bắn đạn nổ à? Thảo nào. Ui dồi ôi. Nổ và cháy nữa chứ, đồng thời cả nổ và cháy. Nó bắt đầu bắn mình à? À, nó thích bắn này. Nó vẫn còn nguyên pháo này. Pháo của nó vẫn khỏe thế nhở? Ôi trời, cho nó bắn nhá. Bắn mấy con ma bay nhở? Mày thích chết à? Trời ơi, mất tinh thần rồi. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Gì đây? Sói à? Lã bọn sói cho anh. À, pháo này, pháo này. Bắn khẩu pháo này. Pháo mortar, pháo bắn đạn cẩu à? Lên đây, cứ việc lên đây. Ôi, khẩu pháo này lại bắn chất thế nhỉ? Ôi, pháo của nó mất hết tinh thần rồi. Cháy. Bắn nhau rồi. Ui, nhưng mà cận chiến thì bắn loạn ma này không thua đâu. Bắn súng thì phải bắn vào một lính người chứ bắn vào hồn ma thì không có gì. Súng xèo. À, bắn hồn ma của anh à? Vào đây. Mấy con tôm của anh rồi. Khạc chết là tướng nó cho anh. Súng cho nó bắn thoải mái luôn. Ui dồi ôi. Vào đây. Béo này xông lên đây. Hồi máu tiếp đi em ơi. Tụi này đang chịu nhiều thương vong quá. Béo này xông ra đây. Lỗ. Ăn luôn, diệt luôn mấy thằng súng đây. Bụi béo nào là cua vỏ ốc, hết mana. Xung luôn, tiếp tục. Cái con rồng của mình đâu nhỉ? Đánh nhau với rồng đó. Bộ binh của mình chưa lâm trận à, sói này. Anti lắc đây rồi. Sói gặp của bọn này nó anti lắc, sói chết luôn. Đồng quân 49 à. Không hồi nữa. Trưởng cho nó chết luôn. Ui dồi ôi. Anti infantry xông xuống. Mấy con Mogu này dàn hàng đây chưa được đánh trận mấy à. Vào đi.
Ui dồi, của bốc. Rồi mụ béo này cưỡi được con cua vỡ và phát chất hẳn. Có vẻ chúng nó không mạnh như mình tưởng. Nó có thể gọi được thêm hai lần nữa. Nó tan rồi. Hồn ma của mình chất lắm. Chưa đánh nhau rồi, binh sĩ của mình còn đang đứng bảo vệ. Mấy em hồn ma này ở phiên bản nào cũng thấy có, chơi cả Heroes 7 thấy có mấy em này. Ai điều khiển con cua vào ốc à? Ủa, mà nó còn nó bay bay trên lưng con cua vào ốc chứ, có vẻ là nó không ngồi đâu. Nói chung thì đánh nhau với cái bọn mà thiên về sát thương vật lý thì cứ chơi mấy thằng hồn ma thì nó cũng đánh còn rất khó. Chưa kể con mụ này nó lại còn bút thêm khá sát thương vật lý cho lũ quân nữa. Nhưng mà cái khẩu pháo Queen Beth thì chất thật đấy. Nó nổ phát nào là phải gọi là thấm phát đấy luôn thật. Chọn cái gì tiền à? Hồi quân thì không cần bởi vì đây mình đang đi trên đất của mình. Tăng tốc độ di chuyển cho con mụ béo này thôi. Con mụ chậm như rùa. Mình nghĩ là chọn tiền đi, mình đang nghèo. À, mình hoàn thành được cái nhiệm vụ đầu tiên này rồi. Nên là... Rồi, chúng ta đã nhận được cái hỗ trợ này. Đây. Ở cái mức đầu tiên đây chúng ta sẽ... Mà mình sắp lên cái mức thứ tư có nghĩa là chuẩn bị lại có một đạo nữa nó đến nhà mình đến nơi rồi. Thế là bây giờ mình đang phải tính xem là làm gì ấy. Madam, I lost the deal farm. À, chưa biết làm gì nhưng mà chắc là chạy lên quanh gì đấy, quanh nhà này. Lưng cái này lên để có tiền đó. Công trình này có nhiều tiền hết đấy. Mình bây giờ quân của mình cũng khá là mạnh rồi. Lưng cấp được tiếp cái này lên nữa này thì mình sẽ có cái thằng bắn súng. Madam, I lost a dear friend. Bắn súng đấy kết hợp với thằng khẩu pháo này thì tuyệt. You will listen. Mình xem nào, nó có những cái quân rất là lạ nhá. Quân này mình xây rồi. Quân này thì không nói gì, quân này mạnh nhất chỉ có mỗi con này. Con này thì mình thấy nó thường, chẳng có gì hay lắm. Để xem là có cái quân gì khác không. Nhánh bên này, nhánh bên này thì có mỗi thằng này thì mình đang lên rồi. Còn quân gì nữa không nhỉ? Đây, con này là Rusty Prometheus Gunner Mob, giáp đất châu, giáp châu máu châu mà lại bắn súng à? Đan cũng bình thường thôi nhưng mà 12 con aquatic phòng thủ mạnh. Đam xuyên giáp. Hay đấy. Nó bản nâng cấp của mấy thằng bắn súng này. Có thể mình sẽ chơi bọn này. Nhưng thôi rồi, cứ để từ từ đã, xem nào đã. Nhiều quân quá, cái gì cũng thích thì làm sao mà chơi được. Nói gì nói thì mấy thằng hồn ma vẫn cứ sẽ là chủ lực. 160 quân. Mấy con hồn ma có 60 con. Bọn này chỉ có 60 nhưng mà máu trâu nhỉ. Trong khi mấy thằng zombie gì ấy. 160 quân, 9.000 máu. Theo tính số lượng quân ít hơn nhiều so với các cái chủ quân khác. Qua lượt. Khả năng mình đi phải đập phá cướp cái tiền đó. Nhà nghèo quá. Bây giờ là mình sẽ lại đập thằng orc này tiếp này.
Đối với cướp biển và cứ đứng chơi thì chả có việc gì để làm cả, phải đi đánh nhau chứ. Lại loanh quanh đập mấy thằng này. Thằng Orc thì nói thẳng luôn, nó không đánh được thành của mình đâu. Đánh làm sao được, bởi vì là quân của nó toàn cái bọn lính củi mía. Mình có cái thành to. Mà bọn cướp biển này nó có tường thành không nhỉ? Nếu có tường thành thì mới chấm được, không có tường thành chấm được gì cả. Norska đánh nhau bọn gì? Norska nó ở tận trên kia. Chả ảnh hưởng gì mình. Mức 5 chưa có chuyện gì. Bây giờ muốn mua thêm quân nhưng mà chưa có tiền. Đất của mình đi đâu nhỉ? Đúng cái cầu này. Bây giờ là mình sẽ bỏ bọn này đi, mình sẽ thay bọn này bằng các cái đơn vị ở lính chả có cái gì để cướp ở đây cả. Bây giờ là mình sẽ mua mấy con cua vào ốc, 2 con cua vào ốc để dành tiền lần sau nâng cấp lốt cái nhà kia lên nhỉ. Chưa biết là làm cái gì chưa. Thôi cứ qua lượt đi, bây giờ đang hòa bình tội gì. Đang hòa bình được thì cứ hòa bình, nhưng tội gì cứ phải đánh nhau nhỉ. Hòa bình được thêm phút nào hay phút đó. Cho thằng Orc nó chiếm lốt mấy vùng kia, mình lại lên, có khi mình chiếm được. Nhưng mà những cái vùng ven biển thì mình nghĩ là mình sẽ, mà bây giờ chiếm thêm mình là phải bảo vệ thêm. Để tính sau. Cướp đã. Hoặc thành lập thêm một quân đoàn nữa nhỉ. Thành lập thêm một quân đoàn lại xong cho nó đi cướp bóc đốt phá trên đấy. Được mà, nhưng mà vấn đề là sẽ tốn tiền. Cứ thêm một quân đoàn nó lại tăng thêm phần trăm upkeep lên. Phe dẹo rồi, mấy thằng thằn lằn dẹo. Mình đang tăng điểm, tiếp tục tăng lên đến 7,000 điểm là sẽ lại có một thằng nữa nó sang nhà mình nó hỏi thăm à. Nghiên cứu xong công nghệ à? Râu rồi. Nghiên cứu công nghệ. Cái này tăng giảm phí xây dựng, thời gian xây dựng. Cái này tăng quãng đường di chuyển này. Trên map này, đây rồi. Lên cái này lên để có thằng khổng lồ bắn súng này. Thích tiền đấy, không kiểu nghèo đó. Qua lượt được thì cứ qua. Cướp biển này thì cứ từ từ mình chơi các cái quân khủng nhất xem nó thế nào. Cái thằng tướng phụ chắc có lẽ mình sẽ dùng cái đoạn bọn hít vua. Chứ còn cái thằng này mà dùng hít vua thì nó không chuẩn, không hay lắm. Vô đã xem nhà. Mấy thanh niên này thích khổ báo à? Ồ.
cái con orc này cứ chạy lung tung trên đất anh, tí cho sang đốt hết nhà mày. Kể ra thì mình chiếm thêm cái vùng đấy cũng được đấy, nhưng mà tại bây giờ mình cho qua hết cái nhiệm vụ này đã. Thì bắt đầu đây rồi, bắt đầu có thể tuyển được rồi. Giờ sau mình xây thì mình sẽ xây công trình này để giảm tiếp upkeep và tăng vampire count. Tăng grow thì chả cần đâu, để dành tiền này. Nhà xây được cái gì không? À, xây được cái này để tăng tiền này. Tăng public order à? Tăng tiền trước đi đã. Qua lượt. Đang hòa bình cứ qua lượt đó. Sắp chờ cái mốc này nữa nó hiện lên phát nữa là mình đủ mức phát là mình sẽ lại tiếp tục đón khách. Còn cái mức cuối không biết nó mạnh không nhỉ? Mức thứ hai này thì thấy nó có vẻ ghê ghê này, nhưng mà cho qua mấy cái nhiệm vụ này đi cho đỡ phải giữ hôn ở nhà. Không nó cứ mò đến nhà mình nó đánh này chết. Mò đến nhà mình. À, mấy thanh niên ọc chạy sang đất của nó rồi. Úi trời. Mấy cái thằng ọc này, ọc cởi chuồng này thì hay quá. Có con thủy quái nó xuất hiện đâu ấy? Ở đây à? À, mà trên đấy xa thế làm sao mình mò lên đấy được. Vẫn đang tăng. Ôi, chỉ còn có mấy điểm nữa thôi là lên cái mức tiếp theo rồi. Là sắp lại có một thằng nữa nó sang nhà mình nó hỏi thăm rồi. Dành tiền nữa. Capable, nothing more. Nothing more. Nothing more. Nothing more. Hai con rồng, hai con cua vỏ ốc nữa là đẹp trai. Hình như con mụ này nó không thể tuyển được Queen Bat thì phải. Mà phải dùng cái thằng tướng kia, mình nhớ đâu, mình phải dùng cái thằng tướng phụ mới tuyển được con khẩu pháo. Nhưng mà trong một quân đoàn có lẽ chỉ cần một khẩu pháo đấy là đủ. Nhiều thì nó lại hơi khó để bảo vệ. Một khẩu mình thấy bắn đã đủ chất. Một khẩu pháo đấy với hai thằng khổng lồ bắn súng là đứng bên cạnh nữa thì lo gì. Khẩu pháo đấy chuyên chống bộ binh, còn con khổng lồ bắn súng có lẽ mình để giết quái to, rồng giết chẳng hạn. Ờ, anh ọc này. Thủ lân nhà lên cửa hồi xong cái gì Queen Bat à, chúng ta có thể gọi tiếp một con Queen Bat nữa lên này. Nhưng mà cần gì nhiều Queen Bat thế. Đấy, lân cái này giảm áp kiếp cho quân này. Thành to này có cái gì ở lưng nữa chưa? Cái này lên cấp 5 là đẹp, 5 và grow là đẹp. Úi giời, thành này tha hồ phòng thủ. Hình như nó không có tường thành à? Không có tường thành mà quân nó chất này hơi khó cho quân địch có thể ăn được.
Nó giống dạng kiểu Noska. Cho thằng Hero đi cái gì nhở? Anh em bảo cho thằng Hero nó đi đào kho báu à? Thằng hiệp sĩ này cho đi đào kho báu à? Nên không nhở? Thực ra thằng hiệp sĩ này nó chỉ để đánh nhau thôi. Mà nó để đánh quái to. Nó chuyên anti-lắc. Còn bọn này thì anti-infantry. Thế đấy. Kệ kệ kệ. Thêm đẹp nữa là được. At last, an audience. We shall speak. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Ok. Phải đi kiếm thêm vài cái cảng biển để bắt thêm mấy cái đầu lâu và cắm xây mấy cái đầu lâu ở các cái vùng đấy thôi. Không thì lâu lắm. Đập cho thằng Orc làm trận. Mình thấy có một đặc điểm là mấy thằng Orc thì nó tiến rất nhanh. Đấy. You are nothing to the tide. Thế hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Mấy thằng Norska đánh nhau với thằng Empire rồi. Trừ điểm ngoại giao với thằng này hay là tăng điểm ngoại giao à? Mình sợ gì mấy thằng thần lằn. Ôi mình lên mức 4 rồi, chuẩn bị lại có thằng nó đến nó hỏi thăm mình rồi. Lại có thằng nó đến nó hỏi thăm mình rồi. Sắp có thằng nó đến nó lại hỏi thăm mình. Đâu nhỉ? Cái này là tăng cho bọn Rusty này, vua vỏ ốc à? Cái này là tăng cho bọn Mogul. Romfels favors this one. Rồi, thanh niên này mạnh phết. Mua quân đã nào, kệ cho nó đến. Mua mấy con đây rồi, hai con cua vỏ ốc, hai thằng bắn súng. Vậy thì vẫn lẻ một rồi. Lẻ một. Cái thằng này bắn cũng được như này. Cái gì nhỉ? Đâu thử Queen Bats ra nào. Mình có tuyển được không nhỉ? Thử xem nào. Không tuyển được. Đâu, có thể hiện lên đâu. Phải là thằng khác mới tuyển được. Rusty 12 con. Mình đang được trừ rất nhiều upkeep mà. Xây tiếp công trình này lên trừ tiếp này cả tướng nữa. Tướng được trừ nhiều không nhỉ? Tướng được trừ 15 18 15 8 trừ rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thành lập thêm quân đoàn phát là vẫn ổn đấy. Đang tính là mua thêm cái gì nhỉ? Hai con rồng hơi ít à? Mua thêm hai con rồng máy bay nữa nhỉ? Cận chiến của mình mạnh rồi. Hai con cua vỏ ốc thôi, để tướng nó đã là tức cua vỏ ốc rồi. Bỏ thằng này đi. Mà hết tiền luôn. Hết
tiền luôn à? Thế để lượt sau mua. Đợi nhắc tiếp. Lượt sau mua. Nếu không nhầm thì có cả cái con cua vỏ ốc gì nó bán cưỡi ngựa, cưỡi con thằng cưỡi con cua vỏ ốc bắn súng à. Không biết bọn đấy có hay không nhỉ, nhưng mà chơi thằng khổng lồ bắn súng thì hay hơn, bắn tầm bắn nó xa. Đâu rồi, cải phù của chúng ta vẫn chưa thấy đến nhỉ. Hannibal ở cổng mà chưa thấy Hannibal đâu. Đây rồi, Dragon cướp biển. Đúng rồi, mình cái tăng điểm nhanh này thì nhanh lên nóc tủ lắm. Rồi bây giờ sẽ mua hai thằng khổng lồ, hai con cua vỏ ốc, hai con rồng. Úi dồi ôi, cái này à, nâng lên mức 4 à, tốn 3.900 à. Public order mình đang dương trở lại rồi, tiền cũng được hơn 2.000 ở thành đấy chứ nhở. Nhiều phết. Thành có thể xây được hai công trình nữa. Có một cái đội ma cà rồng gì mới đây mà mình không biết nhỉ? Nó là quân gì map này mới có, sau này không biết nó có gì không? Ngoài ba thằng ma cà rồng ban đầu mình biết là thằng màu vàng, thằng Red Duker này ở tận phía Betoya, Vampire Cow này và Von Krastai. Thêm có một cái thằng gì nữa. Đây rồi. Không phải. Cái thằng cướp biển đâu nhỉ? Chưa thấy đâu. Mình được trừ rất nhiều upkeep mình sợ lắm. Lâng cái này lên. Hai lượt nữa. Thành của mình nâng cấp được tiếp à? Ôi rồi, lên cái này trước. Lên tường thành trước. Cái này lên sau. Lên cái này. Thành to này cứ phát triển công trình tăng tiền à? Anh em bảo thế, mình thấy nó hợp lý. Thành tăng tiền và xây công trình phòng thủ. Mua quân thì mua ở con mụ béo. Hoặc là đi tuyển quân trên đường đánh trận. Tăng tốc độ lên. Cái này nó chỉ là quan sát thôi. Cái này mới cần mắc. Cái này mới cần mắc. Kẻ thù mắc đi. Nhìn cho nó nhanh một tí. Rồi,
tăng tốc độ tối đa lên cho nó nhanh, cho bọn này nó di chuyển nhanh tí cho mình nhờ. Đi như rùa bò. Cái gì đây? 2F Bretonia 2 Dark F. Một cái sự kiện là tấn công một cái thành nào đấy. Lô lệ là của Dark F. Mechan, người buôn của Bretonia. Halter Wood Exhausted Halter Noska, kẻ đi săn ở Noska. Chọn một trong những nhiệm vụ để làm à? Dark F xem là nó cái gì. Cộng 300 Infantry Slayer Recruit cho tất cả unit được tuyển. Đánh trận ở đâu ấy? Ở đây á. Mình còn đang phải giữ nhà, sao tận đấy làm sao đi được? Toàn những nhiệm vụ rất là vớ vẩn cả. Một lượt nữa. Đánh nhau mấy anh ọc phát. Đâu rồi thằng cái bọn retour tiếp theo đâu rồi? Đến đây xem nào. Cắm trại, cắm cái đầu lâu vào đây cả. Chỉ vùng... À! Bretonia và Noska đang đánh nhau rồi. Có cái mỏ vàng. Dark F Slaver. Giảm giáp hay giảm đam? Thôi giảm đam đi. Khỉ thật, sao bị skill quá dị nhỉ? Mình đang tiếp tục tăng trưởng ngay chết rồi. Sắp lên mức cuối nữa thì đánh nhau phải nói là to đầu ấy. Mấy con Mogul này lên cấp này. Mấy con Mogul lên cấp. Bây giờ có lẽ là mình không phải lo kinh tế nữa rồi. Để thành lập thêm một quân đoàn nữa rồi. Bây giờ cái thành này gần như full rồi. Có vài công trình nữa nhưng không đáng kể. Có thể là mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn lại. Để nó nhận được cái hỗ trợ này. Thằng này đang chiến tranh với thằng Bretonia. Tread carefully, sailor. We both know them. Bretonia, đâu? What? You come bearing arms. Is it war? The time for talk is over. Make your demands. Quấy mấy thằng này kiếm tí. À, đòi được tiền này. Bắt nó chi cho mình. Agreed. Hồi 3 đồng. Mình chọn hơi ít tiền này. Úi dồi, con mụ này cười giọng vãi trưởng thật. Úi giời ơi, ăn đây xong đột lại. Mình cần cái cảng biển này thôi. Chiếm thì mình không chiếm. Mình cần cái cảng biển này đã. Cần cái cảng biển này để cắm cái trại vào đây ạ. Luyện thêm một thằng tướng nữa nhỉ. Tướng khác thì chắc không cần phải mang cầm quân. Không cần phải có hero đi cùng à.
cho mấy thằng hero đi để đào kho báu. Cho thằng hiệp sĩ đi được không nhỉ? Thằng hiệp sĩ là nó bất tử mà. Hiệp sĩ thì khá mạnh, bỏ đi hay phí. Mua thêm một con ma cà rồng nữa cho nó đi đào kho báu. Đây rồi. Úi dồi. Bọn Mogul đứng ngay đằng, mấy con ma đứng ngay đằng sau. Mấy con rồng đứng trên đầu. Cổ pháo đứng ở đây. Mấy con cua vào ốc. Hai thằng khổng lồ bắn súng đứng đây nữa. Ôi, để xem cái đội hình này nó bắn nhau kiểu gì nhỉ. Con bụng béo xếp hàng đứng ở đây luôn, sợ gì. Pretonia và thằng này, hai thằng này sẽ đứng ở đây bảo vệ nhau. Ui, team này phải nói là chất như quả đất luôn. Ui ôi, nó dã phát đạn chết cơ số luôn này. Cổ pháo nào. Ui dồi. Cái này là cái gì nhỉ? Nó là một cái... trông nó giống như kiểu là một con tàu bị đắm, đúng rồi. Bắt đầu tấn công rồi. Rồi bắn cái đạn này vào, chết làm sao được mấy con ma. Vào đây đi em ơi. Béo đâu. Úi dồi. Anh chưa từng gọi bọn Pretonia lên của anh đấy. Tông chết mấy con này cho anh. Ui ôi. Mấy con bố hôn quẩn quẩy hết. Ôi mấy con ọc này không phải đối thủ luôn. Ui dồi ôi. Nó gần như nó bắn không. Cái khẩu pháo nó bắn đạn nổ. À chúng nó vòng hết lên ngoài trên này. Anh em ơi, bụng béo này gọi tiếp đội nhiệm sĩ lên là phát à. Đó. Lô à, mấy thằng cung tên cho anh. Mấy con vui hết à. Điện xuống. Chúng nó tràn đâu vào mà đông này. À, mình có thể thủ ở cái cầu này mà sao mình không thủ nhỉ? Một con hồn ma tiến ra đây. Đủ béo. Cho nó phát trưởng. À đây rồi. Nhận được cái hỗ
chợ này đây, gọi thêm mấy con cua vào ốc lên đấy nào. Thằng này thì đánh đến bao giờ mà chết. Hai thằng bắn súng này. Rồi bắn thằng tướng ra cho anh. Lựa kiện mình Preto nha. Lùa mấy thằng tầm xa ra. Queen Bat lã lốt thằng tướng này. Ui dồi ôi. Ui mấy con cua vào ốc. Quá trâu lắm. Đâu rồi? Này nó bắn tướng của nó cho anh. Đây đây. Ui dồi. Ui dồi. Đéo. Đây. Ở đây có một nó con cua vỏ ốc với căn bản nó cũng có thể đánh bắn tên à. Nó có dòng thanh thôi máu cho con cua vỏ ốc này. Chỗ này nó có đạo quân gì đông thế. Mình cua vỏ ốc cày à. Độ dòng đâu rồi. Đấy đây. Ui, hai thanh niên bắn súng này. Cầm bắn nó xa thế này, đến bao giờ mới hết được. Ma đâu, qua đây. Lâm ba cái thằng orc này, sợ gì. Ôi, ôi mấy con rồng xuống. Con hồn ma này lì lắm, đánh gần như không chết. Rồi, tuyệt vời ông mặt trời. Có vẻ mấy con Mogul trâu hơn mấy con cua vỏ ốc nhỉ. Nhưng mà con cua vỏ ốc nó lại đánh được nhiều hơn. Mogul nó hồn ma nó chống được. Chống được sát thương vật lý là cận. Ủa, hai thằng bắn súng nhưng nó bắn cũng chết nhiều phết đấy chứ đùa đâu. Khẩu pháo Queen Bat cái bắn được nhiều nhất à. Giết được nhiều nhất. Bọn hồn ma. Trong quân đoàn mình này có cả những đơn vị chống bọn sát thương cận, vật lý, có cả bọn đánh chống bọn phép thuật. Những cái đơn vị này thì nó sẽ chống bọn phép thuật được. Bọn phép thuật đặc điểm chung của chúng nó là giáp cùi. Nhưng nếu mà bọn với bọn giáp cùi mình cứ dùng các cái đơn vị mà sát thương vật lý cao như kiểu mấy thằng này, khẩu pháo Queen Bat này hay là mấy thằng bắn súng này lã thẳng vào nào xong. Hoặc là cho rồng xuống cắn. Còn với bọn cận chiến thì cứ cho mấy thằng Mogul với mấy thằng hồn ma này xử. Kỵ binh của nó móc lốt thì đã có mấy con kỵ binh của Pretoria gọi lên rồi. Mà hình như chỉ có mỗi con mũ béo này mới gọi thế chứ làm gì có thằng nào gọi được. Đúng rồi, chỉ mỗi mũ béo này thôi. Chờ lốt xem là cái thằng kia nó đến nữa là xong chuyện. Cái gì nhỉ, quân cướp biển thứ hai, cái này nó cứ đạt được một cái mức để chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ đó, chúng ta sẽ nhận được cái hỗ trợ. À đây rồi, cướp để kiếm tí tiền đó. À,
cướp đến được 3.000 thôi, nhưng mà mình cướp mình có thể xây được cái công trình này, vừa cướp vừa xây được cũng đỡ mất thêm một lượt nữa. Rồi cắm được cái đầu lâu vào đây rồi, được một cái áo giáp trừ 50% kháng lửa, tăng giáp rất khủng, giảm kháng lửa. Not a spa like moi. Mặc cái áo giáp này vào cho nó chất, giảm kháng lửa thì nghe có vẻ không vui lắm nhỉ. Health potential. Không có đồ gì mấy nhỉ, chắc phải đi farm đồ thôi. Chắc có đồ đặc thì không có đồ đánh yếu lắm. Madam, I lost a dear friend. Nâng lốt cái này lên giảm áp kích này. Chót dài, mình sẽ thành lập quân đoàn thứ hai. Để lượt sau nhỉ. Lượt này thành lập hết giờ. Cái này cũng hero cấp 5 sẽ được tuyển. Tăng grow, up keep cho zombie, deep war và runny mob. Cái này nó tăng cái gì? Thêm character blue fox, character macdonald. Charter Booker Black. Cái này tăng giáp này. Thử xem. Mình chưa hiểu mấy cái này lắm nhưng mà tốn 1.000. Tốn 1.000 ô ấy. Từ nữa nhỉ. Còn nhiều cái phải làm hơn. Upkeep này. Zombie Pate Deep War 15%, nó là con số khá lớn đấy. Thời gian con xây dựng. Lại đập mấy thằng orc tiếp. Khổ thân mấy thằng ọc bị mình hành cho té tua. Chiếm cái mỏ vùng đất này của nó cũng được đi. Cả ba vùng đất của nó đều có ba cái tài nguyên này. Nó xây dựng rồi thì bây giờ mình chiếm. Em dăm ba cái thằng ọc này có dám đánh mình không? Nó còn đang bận đối phó với thằng Bretonia ở phía trên, chưa dám kéo xuống đánh mình. Chưa nhìn thấy kẻ thù của mình đâu nhỉ? Cái gì đây? Tăng 10 settlement, phí xây dựng, thời gian xây dựng. Cộng phí xây dựng, thuyền. Không, mình có thuyền đó. Có cái đầu lâu ở đây rồi. Cướp rồi xây cái doanh trại cướp biển ở đấy là được rồi. Ôi mình trừ nhiều áp tiếp lắm rồi. Chắc là thành lập thêm một quân đoàn nữa được rồi.
home calls. Đợi mụ béo lên đã. Đợi mụ béo lên đã. Cộng 5 rank khi tuyển tướng thì thực ra cũng không quan trọng. Khi mình cho tướng nó đi luyện cấp thì tí nó lên. Cho một thằng tướng ở nhà giữ thành. Pretoria đang đánh nhau. Đánh thằng Noska, nó đánh thằng Pretoria. Sang đất của mình rồi kìa. Định ăn thành của anh à? Ăn được không? À đây rồi. Hannibal ở cổng. Này thì ăn làm sao được? Hôm nay nó ăn được. Đậu thêm thằng tướng nữa cho chắc rồi. Chả cần. Có một con ma cà rồng trong đấy rồi. Chưa xây cái gì à? Chưa đủ grow à? 10 grow mới xây được tiếp. To này thì cũng mắc rồi, không xây được gì. Ok, đánh thay này của mình. Thôi cứ gọi là lên. Rồi sao, phải tôn trọng nó tí chứ, nó đứng ngay cổng rồi mà còn mình còn không thèm đánh. Ôi giời ơi, gọi bọn này lên. Chuẩn bị đi quẩy anh em. Kinh tế của mình mạnh rồi. Chơi tè đi. Úi giời, được hỗ trợ cái này nữa. Ơ mà thằng này có gọi được Queen Bat không nhỉ? Nói ra mình có cái này rồi. Queen Bat sẽ được recruit trong quân đoàn của bạn. Mà có thấy đâu. Đây chỉ được mỗi khẩu này thôi đúng không? Là một khẩu pháo thôi. Làm nào mua được khẩu pháo để tiếp nữa nhỉ? Khẩu mình mua được khẩu tím rồi, còn nếu mà khẩu thường bây giờ có mua chắc chỉ mua được khẩu súng thường ấy. Sao mà mua được tím mãi suốt được? Chuột mấy cả chuột với thằng đắc ép đánh nhau à? À định hấp diêm anh à? Đâu rồi à? À mày chạy xuống đấy à? Đó, không vào thành mình vào đi. Ôi, mức thứ 3 thì sắp lại có bạo loạn tiếp rồi.
Mình muốn giải quyết nhanh cái bọn này đi để còn làm việc khác. Chúng nó cũng chỉ đến nó pe mình. Yes, my pretty. Ăn đấy. Admiral of the fleet. Chạy rồi. Yes. Cái này nó sẽ tăng cái gì đây? Tăng trung thành cho các tướng lĩnh à? Tướng của mình trung thành hơi thấp thật. Cái này tăng trung thành cho nó đó. Rồi. Ngon thì vào đây. Mấy thằng orc kia. Thằng chuột đã đánh nhau với... Ô, chuột đánh nhau với cả 2F lẫn Dark F. Đánh nhau với cả thần lằn. Chuột nào mà gớm thế nhỉ? Mấy thanh niên ọc. Chạy rồi, chạy rồi. Rút lui chiến thuật rồi. Đây rồi, chuẩn bị lên bờ. Lên đi. Giảm phí xây dựng các công trình xuống. Ôi, mình lên mức 3. Sắp lại đánh nhau to. Hình như bên này mình có thể tuyển được khá nhiều quân đấy. Ăn được mấy con ọc đấy nhỉ? Chắc cờ thì từ từ đó. Xuống đây. Diệt lốt bọn này. À, 2F lại có cả lính của Dark F này. Vào đây. Mình vẫn phải chờ này, nó còn một cái ritual cuối. Xong ba cái nhiệm vụ này bắt đầu mình mới đi mở mang thế giới được. Còn bây giờ nó cứ đến nhà mình nó đánh này, mệt. Đây rồi. Nó đã trèo lên bờ rồi. Một thằng 2F đã bị diệt. Trời ơi, mình mới lên liên tục này, sắp lên đến mức 1 rồi. Mức 1 là lại đánh nhau to. Romfels favors this one. Lên. Lên kháng tên, tăng vào kháng tên rồi. Cái bọn này bắn tên kinh lắm. Có bao nhiêu đội cung tên? 1, 2, 3, 4, 5 đội cung tên. Hai con bắn tên bay, mấy con rồng.
Thế thôi à? Gì đấy? Con này là con gì nhỉ? Pháp lính bình thường đây có mấy trăm nhưng mà sao con này là con gì mà bắn kinh nhỉ? Colossus. Nó con này mà. Giống nhau mà nhỉ? Lên cái này tiếp đã. Bây giờ mình cũng chưa biết xây cái gì ấy. Xây cái này để có cua vào ốc. Có thằng này. Cái này thì nó chỉ căng vampire quartz thôi. À, công trình này bây giờ không cần thiết nữa rồi. Cái này để có con cua vào ốc à? Và có thể mua được cả con mogul nữa. Đây đi. Công trình này có thể bỏ đi rồi, nó tăng grow thôi mà. Chủ yếu là mình cần để tăng grow. Tăng grow. Rồi. Thanh niên này à? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.